À, xin chào anh em, giới thiệu với anh em cây guitar Moritz nha. Thằng này là Moritz Nhật anh em, F18 nha, series F18 cũng là series cao, chất lượng tốt, ngoại hình đẹp luôn anh em. À, ngoại hình cái đàn nè, nhiều chục năm anh em thấy nó đẹp không? Chỗ này là ổng dán cái tên hay gì vô. Đẹp quá anh em, đẹp cực kỳ nha. Eo đẹp luôn, lưng đẹp luôn nha anh em. À, cái lưng nó có hơi nước xước nhỏ, không phải chày nha anh em nha. Cái kiểu như là nó có va quẹt cái gì vô nó dính đây nè, đánh bát nó cũng ra. À, đẹp anh em, nhìn thấy tổng quan nó vẫn là đẹp ngon lành nha anh em, đẹp ngon lành chả ảnh hưởng gì hết. À, không hư hỏng, không lỗi lầm gì hết, nguyên zin 100% luôn, đàn đẹp cực kỳ luôn anh em, chất lượng tốt mà âm nó rất là hay nha. À, giá nó cũng rẻ nữa nè, đàn này mình đang bán giá 2.500.000 nha. À, series 18 là series cũng khá cao rồi anh em. À, thường thường anh em mua 12, 15 này kia, cái này 18 cũng được, 18, 20 là ngon á nè, 18, 20 là ngon. Dán OEM nha, dán OEM đẹp gọn luôn. Cái đàn này thì chất lượng tốt, âm hay luôn, không có vấn đề gì để mà nói với anh em luôn. Ngon lành nha, 2.500.000. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test cái âm thanh cho anh em nghe. À, đàn, những cái đàn mình đăng á là nó có một cây thôi. Anh em nào chốt thì liên hệ với mình luôn. Có nhiều anh đặt, à, để cái đó cho anh đi, chúc anh chuyển khoản, để cái đó cho anh đi, chiều anh chuyển khoản rồi im re không thấy luôn. Có nhiều anh như vậy nha. À, mình không nói tất cả, có tự vì có nhiều khách rất là uy tín, nhiều khách rất uy tín, nói cái là giải quyết luôn, hoặc là hẹn ngày mai là ngày mai, hẹn chiều là chiều. Những người khách đó họ rất là đáng tôn trọng nữa. À, những anh những chú lớn á là rất là uy tín. Cũng có những anh những chú là nói gì thôi, tại ví dụ không mua thì nói thôi, cái này anh không mua được, để cái khác bình thường đâu có sao đâu anh em, nhưng mà phải để cái đó cho tao nha, để đó đây mình đừng có bán cho ai, mà để đi, chiều không thấy đâu, mai không thấy luôn, điện thoại cái không nghe máy luôn anh em, điện thoại không nghe máy luôn, cái nhắn tin hỏi không nghe máy luôn. Cái mình nói thôi vậy cho em thu số tài khoản là em bán người khác, trong khi người khác gọi hỏi liên hệ mình mua mình lại bán không được, đúng không? Lỡ hứa rồi giữ lại cho anh rồi xong rồi để hoài anh không mua, đúng không? Người khác hỏi mình lại bán không được, trong khi những anh đó kêu mình giữ lại xong im luôn, không nói năng gì hết, hẹn hoài luôn, xong rồi gọi điện không nghe máy không ấy luôn, mấy ngày sau cái nói ừ anh bận quá không trả lời, bận gì mấy ngày anh em, bận gì chữ vậy, bận gì nói người ta một tiếng là xong, gì ừ anh không mua được em thông cảm gì xong thôi, mà để mình bán cho người khác, mua thì không mua mà muốn giữ là cho của mình không à, vậy là chết ta rồi, cửa hàng người ta còn muốn bán nữa mà. À, để mình thống nhất với anh em nha, anh em nào đặt thì liên hệ mình đặt cọc luôn, chứ còn anh em hứa hẹn nhiều khi là anh em chưa chuyển cọc là mình bán người khác rồi đó nha, để cho uy tín, mất công anh em mình lại nói ừng chịu này, nó hứa nó giữ đàn cho mình xong rồi đến lúc đó nó bán mất tiêu, tự vì nhiều khách mất uy tín quá làm cho cửa hàng mình cũng ngại vấn đề đó nha. À, chốt lại cho anh em, cái này mình cũng nói mấy lần với anh em rồi, anh em nào chốt thì chuyển cọc rồi thì mình mới tính là chốt nha, còn anh em mà chốt miệng dặn vậy không là mình vẫn bán đó, tại vì nhiều anh em không có uy tín, cũng có một số khách là anh em uy tín là chỉ cần nói thôi ok đó mày để cho anh đi là mình để liền, tại vì mình biết cái người khách đó là cái người rất uy tín nha, thí dụ hôm nay họ bận ngày mai họ cũng giải quyết vấn đề và chuyển khoản đặt cọc này kia đại cái là cho xong việc rồi, chứ không phải là ấy, còn có nhiều anh là không tin được luôn, không tin được luôn. Một cây duy nhất cho anh em nha, đúp 18, cái này Nhật nha anh em, hàng Nhật chất lượng tốt, âm hay. Tổng quan cái đàn đây, mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em nghe. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em qua gần, mặt top là đẹp hết nha anh em nha. Đẹp hết. À, đẹp hết luôn. Không bất cứ vấn đề gì luôn. Eo, ốc đeo dây nha. Này là lưng đàn, đẹp luôn anh em. Thấy không? Nó hơi bụi đèn cái khác. Mà nó vẫn đẹp, chả ảnh hưởng gì hết. Đẹp hết nha. Còn lạnh. Trần. Đàn thì nó đẹp với ngon lắm, này ti chỉnh cần nằm đây anh em, mở nắp này ra, nhiều anh em hỏi bệnh ti nằm đâu, đây nè anh em, mở ba ngóc này ra Moritz. À, đằng sau cũng có chữ Moritz luôn anh em, đây nè Moritz này, đẹp nha, khóa còn đẹp luôn, cần đẹp ngon lắm. Đó cái action cho anh em coi, action là action đẹp luôn á nè, dây 1 nè, dây 6 nè, đó đẹp luôn nha anh em, thấp bằng chuẩn ngon lành hết nha, thấp hơn chuẩn miếng luôn. Rồi tuyệt vời. Rồi mình sẽ test cần phím cho anh em nghe. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè tẹt, không lỗi, không hư hỏng phím nào hết nha. Cần phím mà êm, đã êm mà lại còn không bị lỗi lầm nữa nha anh em. Mình sẽ rải bài hợp âm anh em nghe và cảm nhận cái âm mộc của đàn nha, âm đàn rất là hay luôn anh em.
là vang và ngân, anh em thấy không? Âm thì rất là hay, chất lượng tốt, hàng Nhật, Moritz F18 nha anh em nha. Giá mình đang bán là 2.500.000. Thông tin cửa hàng và số điện thoại để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.